Năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm với 23 trường hợp, không có trường hợp tử vong. Trong đó, 5 vụ ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên trong nấm, 18 vụ không rõ nguyên nhân. Thông tin được Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo tại cuộc họp tổng kết công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh dưới sự chủ trì của ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, công tác thanh kiểm tra an toàn thực phẩm được các ngành, các cấp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tăng cường thực hiện nhằm chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Trong năm, các ngành chức năng của tỉnh đã phát hiện xử phạt hành chính hơn 190 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm với tổng số tiền gần 2 tỷ 500 triệu đồng. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dù nhận thức về an toàn thực phẩm của người dân, các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm được nâng lên, số vụ ngộ độc thực phẩm ghi nhận ít, nhưng kết quả này chưa phản ánh hết được thực trạng an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh rà soát nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ cho quá trình kiểm tra an toàn thực phẩm của các đơn vị địa phương, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở, cửa hàng ăn uống, trường học, khu công nghiệp, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở nhằm thực hiện hiệu quả công tác an toàn thực phẩm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhiệm vụ chuyên môn cho đội ngũ nhân sự thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.